Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chính sách về giá điện. Sáng ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ về chính sách giá điện. Tham dự buổi họp có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các đơn vị liên quan. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng từ nay cho đến năm 2025 còn rất nhiều công việc phải làm, đặc biệt ban hành các văn bản để cụ thể hóa những cơ chế chính sách và điều kiện để có thể thực hiện được quy hoạch điện 8. Ngoài ra còn cần rà soát xem xét điều chuyển quy hoạch điện 8 vào năm 2025. Mục tiêu của những nhiệm vụ này là sẽ xây dựng hoàn thiện thị trường điện Việt Nam một cách hoàn thiện và đầy đủ cả thị trường phát điện cạnh tranh, bán buôn cạnh tranh, bán lẻ cạnh tranh. Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, để triển khai thành công một số nhiệm vụ cấp bách của Bộ Công Thương trong các năm 2024-2025, cần thiết xác định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong khuôn khổ nhiệm vụ trước mắt, theo nguyên tắc tránh đan xen công việc giữa các đơn vị phối hợp với các nhóm nhiệm vụ cụ thể như chính sách bao trùm phát triển ngành điện về xây dựng luật điện lực sửa đổi và luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sửa đổi phát triển các loại hình nguồn điện, cơ chế nhập khẩu điện, chuyển đổi nguyên liệu các nhà máy nhiệt điện chạy than khí sang nguyên liệu sinh khối ammoniac hydrogen, cơ chế chính sách về thị trường điện, giá điện, than khí, bao gồm xây dựng khung giá cho các loại hình phát điện, thực hiện cơ chế DPPA, hoàn thiện cơ chế giá truyền tải và cơ cấu biểu giá điện hiện hành, xây dựng giá điện hai thành phần và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường cạnh tranh đối với than khí. Đánh giá cao, báo cáo đã chỉ ra đúng tinh thần phân công nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện quy hoạch điện 8. Tuy nhiên, Bộ trưởng gợi ý báo cáo cần nêu rõ công việc cụ thể, bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ và gắn trách nhiệm từng đơn vị chức năng giao nhiệm vụ không bị cắt khúc theo chuỗi, làm rõ đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm. Bộ trưởng cũng gợi ý thảo luận những cơ chế chính sách cụ thể nào cần thực hiện trong quý 3, quý 4. Cụ thể, để triển khai thực hiện quy hoạch điện 8 và phát triển nguồn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần thực hiện sớm 5 cơ chế chính sách phát triển nguồn như cơ chế chính sách lựa chọn nhà đầu tư, ban hành khung giá của các loại hình điện năng, cơ chế khuyến khích phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, cơ chế chính sách cho nguồn năng lượng mới như pin dự trữ, cơ chế chính sách phát triển khí hydrogen và ammoniac. Về cơ chế chính sách để chuyển đổi nguồn, một là cơ chế chính sách để chuyển đổi nguyên liệu từ nhà máy than sang ammoniac, hai là cơ chế xử lý đối với các dự án điện than mà các dự án chậm tiến độ. Cơ chế phát triển hệ thống truyền tải, thứ nhất cần tách bạch giá và phí truyền tải trong giá thành điện năng. Thứ hai, cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào hệ thống truyền tải. Thứ ba, bổ sung trong luật điện lực và đề xuất sửa đổi bổ sung luật quy hoạch để có quy hoạch phát triển điện tỉnh, thành phố. Về thị trường điện, có 5 cơ chế giá phải ban hành. Một là rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện khung giá mua bán điện theo khung giờ. Hai là xây dựng ban hành giá điện hai thành phần. Ba là giá và phí truyền tải. Bốn là giá điện mặt trời áp mái vượt cung cầu sử dụng của các hộ gia đình, cơ quan doanh nghiệp. Năm là cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc. Những nội dung chính sách cụ thể trên phải thực hiện trong quý 3, chậm nhất là quý 4. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thứ nhất thống nhất cao ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong năm 2024 và 2025 để thực hiện được quy hoạch điện 8, được duyệt và phát triển nguồn năng lượng mới đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thứ hai, kế hoạch sẽ có 8 nhiệm vụ, 3 quan điểm khi giao việc, làm có tính hệ thống đồng bộ, mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì, các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp, thực hiện nghiêm khi được giao việc, chứ không chuyển chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của đơn vị mình sang đơn vị khác. Thứ ba, giao từng đơn vị chủ trì phải đề xuất được chính sách cụ thể trong quý 3, quý 4 năm nay và số còn lại phải ban hành trong năm 2025. Đề nghị đơn vị đề xuất chính sách cụ thể phải đề xuất được trước ngày 15 tháng 7, mang tính hệ thống xuyên suốt. Trước mắt triển khai 16 cơ chế chính sách đã được Bộ trưởng đưa ra tại cuộc họp này, hoàn thành muộn nhất trong quý 4 năm nay. Thứ tư, yêu cầu ban soạn thảo tổ biên tập của luật điện lực tiếp thu tinh thần của hội nghị này để rà soát bổ sung và dự thảo luật điện lực sửa đổi với tinh thần chung là thực hiện theo cơ chế thị trường đầy đủ. Thứ năm, đề nghị trong quá trình thực hiện, chú ý đơn vị chủ trì phải làm đúng, làm hết trách nhiệm, đồng thời làm tốt công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong quá trình thực hiện, chú ý là cái đơn vị chủ trì là phải làm đúng, làm hết trách nhiệm. Các đơn vị phối hợp cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Và chú ý khai thác cái trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong cái lĩnh vực mà mình được chủ trì, được giao nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác truyền thông. Với các nhiệm vụ và quan điểm thực hiện được chỉ đạo rõ từ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp cần thiết để xây dựng một thị trường điện cạnh tranh, minh bạch và bền vững, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và an sinh xã hội.